Đầu tư bất động sản Thanh Hóa trong năm 2024-2025 ở đâu thì sẽ đem lại chúng ta cái lợi nhuận cao nhất, an toàn và đi đúng với cả xu hướng? Xin chào anh chị và nhà đầu tư, tôi là Long. Thì hiện tại nó là một nhà đầu tư cá nhân ở tại thị trường bất động sản dưới Thanh Hóa. Thì có rất nhiều những anh chị thời điểm này là đang muốn đầu tư những cái cơ hội tốt ở tại thị trường trong năm 2024-2025. Nhưng mà anh chị đôi khi là lo ngại một cái vấn đề là đi ngược lại với cả xu hướng của thị trường. Thứ nhất là chúng ta bị đọng vốn ở đó, chúng ta không thể nào thanh khoản được cái bất động sản của chúng ta ra ngoài. Bởi vì là nếu như chúng ta đi ngược với xu hướng thì cái tính thanh khoản của bất động sản nó sẽ rất là khó. Và thậm chí rằng là gì, chúng ta bỏ lỡ đi rất nhiều những cơ hội đầu tư tốt cùng với cả cái tầm tài chính như vậy. Và những cái loại hình nào là những cái loại hình mà chúng ta lựa chọn? Bởi vì là nhiều anh chị thì cũng gặp những cái trường hợp là không có kiến thức khi chúng ta đi đầu tư ở tại một thị trường chúng ta chưa hiểu chuyên sâu. Thì trong chủ đề video ngày hôm nay thì Long sẽ chia sẻ cho mọi người về những cái loại hình sẽ được ưu tiên phát triển và những cái hướng đi để cho nhà đầu tư lựa chọn và tham khảo để giúp cho anh chị năm 2024 chúng ta đưa ra được cái góc nhìn đầu tư làm sao mà an toàn, thành công và thắng lợi nhất trong năm 2024 và tầm nhìn đến 2027. Nếu như đây là lần đầu tiên mọi người xem cái chủ đề video của Long thì mọi người hãy để lại cho Long một like, một đăng ký kênh để khi mà Long ra những chủ đề video về luật đất đai này, pháp lý này, thị trường bất động sản dưới Thanh Hóa thì mọi người sẽ là những người đầu tiên nhận những cái thông tin mới nhất từ Long. Và Long có một cộng đồng nhà đầu tư thì mọi người có thể là vào trong đó vừa kết nối giao lưu cũng như là trao giá trị cùng nhau để làm sao chúng ta có những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản dưới Thanh Hóa. Thì nếu như nói về ba cái loại hình mà bản thân Long đã đi khảo sát rất nhiều và gần như là trong cái năm vừa rồi ấy, là năm 2023 ấy, thì gần như là Long đã vào trong đó, Long khảo sát thực tế rất nhiều lần. Gần như là Long đi vào trong Thanh Hóa có những tuần khoảng tầm 2 đến tận 3 lần khi mà Long đi vào thực tế ở trong Thanh Hóa. Thế nên Long thấy rằng là gì, về những cái hướng đi ở tại Thanh Hóa chúng ta có thể lựa chọn theo ba cái mô hình sau. Thứ nhất đó chính là những cái loại hình bất động sản ven các cái khu công nghiệp. Nhưng mà ven các khu công nghiệp đây chúng ta hãy ưu tiên ven các khu công nghiệp lớn nhé. Lớn là một chuyện bởi vì Thanh Hóa thì diện tích công nghiệp rất nhiều, nhưng mà không phải là khu công nghiệp nào ở Thanh Hóa cũng đáng đầu tư. Bởi vì chúng ta phải có những cái tiêu chí lựa chọn rõ ràng để chúng ta làm sao mà biết cái thời điểm nào mua vào và thời điểm nào sẽ là thời điểm bán ra một cách nó hiệu quả, đi đúng với cả cái sóng của thị trường. Với các khu công nghiệp dao động khoảng tầm hơn 500 hecta thì ở Thanh Hóa chỉ có khoảng tầm 5 khu công nghiệp thôi. Thế nên chúng ta hãy khoanh vùng gọi là 5 cái khu công nghiệp đó để chúng ta lựa chọn đầu tư ven các khu công nghiệp với cái bán kính khoảng tầm dưới 3 km nhé. Với cái bán kính khoảng tầm dưới 3 km. Bởi vì sao lại là 3 km? Bởi vì là chúng ta đầu tư ven các khu công nghiệp thì chúng ta cần thanh khoản lại cho các kỹ sư, cho các công nhân viên làm việc ở tại khu công nghiệp hay là làm cho kinh tế khu vực đó nó tăng lên ấy, thì gần như là khu công nghiệp đó chỉ tác động đâu đó là khoảng tầm 5 phút đi xe quanh khu công nghiệp thôi. Thế nên nhiều khi đầu tư xa khu công nghiệp quá chúng ta sẽ không được hưởng lợi gì nhiều đâu. Thế nên chúng ta hãy có những tiêu chí là những cái bán kính khoảng tầm 5 phút di chuyển quanh khu công nghiệp, và những khu công nghiệp mà càng hiện hữu mà đã lấp đầy được rồi thì lại càng tốt. Ví dụ như là 500 hecta nhưng đã xây được khoảng tầm 20 đến 50 đến 100 hecta rồi và vẫn đang tiếp tục xây dựng, thì đấy là những khu công nghiệp mà Long nghĩ nó sẽ được thúc đẩy phát triển rất nhanh. Nếu như bạn đang xem video của Long ấy, thì Long có một group nhà đầu tư nơi để kết nối giao lưu và trao giá trị. Trong group của Long thì Long hay cập nhật những cái thông tin mới nhất về bất động sản, pháp lý và luật đất đai để giải đáp những cái thắc mắc cho nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư khi mà đi tìm hiểu thị trường đầu tư tránh được những cái rủi ro. Các cái đường link ấy thì Long sẽ để dưới phần mô tả của video. Mọi người hãy tham gia group Zalo và Facebook để kết nối cùng Long. Tiếp theo là những cái loại hình, thứ nhất là chúng ta hãy lựa chọn với những cái khu vực nào ở tại Thanh Hóa đang được phát triển từ huyện lên thị xã mọi người nhé. Bởi vì sao Long lại bảo từ huyện lên thị xã? Bởi vì các khu vực này muốn lên ấy, thì bắt buộc người ta phải đẩy mạnh về cơ sở hạ tầng này, đẩy mạnh về các công trình công cộng để làm sao mà thu hút người dân người ta về đây người ta ở. Bởi vì một khu vực mà phải đủ tiện ích cho người dân này, khu vực đó là phải có cái định hướng phát triển rõ ràng thì người dân người ta mới có xu hướng là gì, chuyển dịch vào đây, người ta an cư lập nghiệp ở tại khu vực đó. Thế nên là nếu như muốn đầu tư ở một cái vị trí mà từ huyện lên thị xã ấy, thì nó đã thay đổi một cái, đó chính là gì, đất ONT, đất ở nông thôn thành đất ODT, nó sẽ có cái giá trị hơn cho nhà đầu tư. Thế nên chúng ta hãy lựa chọn các khu vực mà từ huyện đến thị xã. Và bản thân Long đã từng vào một cái khu vực ở huyện ở tại Thanh Hóa ấy, định hướng phát triển là gì, từ giờ đến 2030 sẽ lên là khu vực đó thành thị xã. Và Long vào một điều Long bất ngờ là gì, hạ tầng các cái tuyến đường liên xã này, các cái tuyến đường gọi là liên thôn ở khu vực đó ấy, họ đang đều, thứ nhất là một là trải bê tông này, hai là trải nhựa này. Và bất động sản của chúng ta là gì, đường mà được làm ấy, thì giá bất động sản xung quanh đó sẽ được hưởng lợi rất là tốt. Thế nên chúng ta tìm các khu vực nào mà có những công trình công cộng lớn này, có những cái khu vực được phát triển lên thị xã này, thì chúng ta hãy lựa chọn những cái loại hình bất động sản như vậy để chúng ta về khoanh vùng khu vực. Còn nếu như để chia sẻ sâu hơn là các cái huyện nào ấy, thì Long có những video chia sẻ riêng cho mọi người. Và quan trọng nhất là khi mà chúng ta đầu tư các khu vực từ huyện lên thị xã ấy, thì nó sẽ được cái tốc độ là gì, đường làm nhiều hơn này. Và Long thấy rằng là Long khảo sát ấy, trong thị trường Thanh Hóa thì các khu công nghiệp lớn ấy, thì họ đều tập trung ở các khu vực mà đang được từ huyện lên thị xã. Thế nên là vì sao người ta lại được quy hoạch rất nhiều các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp để mục đích là gì,
tạo được nhiều việc làm cho người dân để tạo ra khu vực đó đủ cái tiêu chí lên thị xã. Thế nên là các khu vực mà Long thấy từ huyện lên thị xã đa số đều tập trung. Các khu vực đó thì được tập trung là gì? Các khu công nghiệp lớn về khu vực đó. Thế nên chúng ta hãy khoanh vùng xem, ở Thanh Hóa nó chỉ có khoảng 4 huyện thôi, 4 huyện được lên thị xã thôi. Thế nên chúng ta hãy khoanh vùng xem là các khu vực đó, thì nếu như để bảo là đầu tư các huyện nào, đầu tư các vị trí nào các huyện đó, thì Long sẽ có những chủ đề video phân tích riêng, bởi vì nó sẽ rất là dài. Nếu như chúng ta ngồi cùng nhau chia sẻ trong cả cái video này thì gần như là chúng ta sẽ không biết được, bởi vì một huyện Long sẽ đưa ra những rất nhiều những cái tiêu chí khác nhau. Tiếp theo đó chính là loại hình thứ ba, cũng như về cái loại hình cuối cùng ấy, Long nghĩ là trong năm 2024-2025 ấy, thì chúng ta có thể lựa chọn được. Bởi vì sao? Bởi vì các khu vực này cũng đang được thúc đẩy rất mạnh tay về các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp. Đó chính là chúng ta đầu tư theo các cái cơ sở hạ tầng ở Thanh Hóa. Ví dụ như năm 2023 thì vừa được thông xe một cái tuyến cao tốc rất là lớn. Thứ nhất là tuyến cao tốc Bắc Nam, nó kết nối từ Ninh Bình xuống Thanh Hóa, từ Thanh Hóa xuống Nghệ An. Thì khi mà chúng ta đầu tư theo cao tốc ấy, chúng ta sẽ không được hưởng lợi gì nhiều đâu. Nhưng khi chúng ta khoanh vùng theo các cái nút xuống của cao tốc ấy, thì nó sẽ lại là một điều mà chúng ta được hưởng lợi nhiều. Ví dụ như là gì, ở ven các nút xuống cao tốc ở tại Việt Nam nhé, không Thanh Hóa là riêng thôi, còn tình hình chung ở Việt Nam là gì, các nút xuống cao tốc thì đều quy hoạch giống nhau, đó chính là gì, tập trung các cụm công nghiệp này, hay là tập trung những cái khu là tái định cư này, các khu đô thị này. Vì sao người ta lại muốn gọi là quy hoạch các khu các công trình này gần cái nút xuống cao tốc? Bởi vì là gì, các khu vực này thì cái vấn đề gọi là di chuyển nó thuận tiện, chúng ta đi ra nút xuống cao tốc là chúng ta đã đi được các cái tỉnh thành khác ở Việt Nam rồi, và gần như là các doanh nghiệp người ta muốn di chuyển hàng hóa đi xuống cảng biển này, đi ra sân bay này, hay đi các khu vực khác ấy, thì người ta cũng chỉ tập trung là gì, ven các nút xuống cao tốc, ven các cái khu vực gọi là mặt đường quốc lộ 1A thôi. Thế nên là nếu như mà chúng ta đầu tư ấy, thì chúng ta sẽ xem là ở Thanh Hóa thì có khoảng 7 cái nút xuống cao tốc, thì chúng ta hãy xem là hiện tại với các cái nút xuống cao tốc ấy, thì các khu công nghiệp nào họ đang gọi là chuẩn bị làm. Các nút xuống cao tốc thì khu vực nào sẽ là khu vực mà vị trí đẹp, vị trí trọng điểm để mục đích là đẩy nhanh cái tiến độ của công nghiệp. Tên Long thấy rằng là các cái nút xuống, ví dụ như nút xuống ở khu vực huyện Hà Trung thì có 2 nút xuống này, khu vực ở Nông Cống này, khu vực ở Đông Sơn này, hay khu vực ở Nghi Sơn này, và các khu vực như là Thiệu Hóa này cũng có. Chúng ta xem là các cái khu vực đó thì gần như Long đánh giá sẽ có 2 khu vực, mà thứ nhất là ở nút xuống ở khu vực Nông Cống này, và nút xuống ở khu vực Hà Trung là những cái nút xuống mà được tập trung phát triển công nghiệp rất mạnh và cái tiến độ cũng đang được đẩy rất là mạnh tay. Thế nên chúng ta hãy khoanh vùng các cái khu vực đó để làm sao mà chúng ta xem là khu vực nào thực sự là khu vực tốt của chúng ta. Bởi vì các khu vực này thì với cái tầm tài chính của nhà đầu tư về vẫn có thể là đầu tư với cái tầm tài chính khoảng tầm từ 500 cho đến khoảng tầm 1 tỷ. Chúng ta có thể là lựa chọn được các cái khu vực này rồi. Với cái bán kính khoảng tầm vẫn là 5 phút đi xe nhé, kể cả ven nút xuống cao tốc hay là ven công nghiệp thì vẫn đều là 5 phút di chuyển, 5 phút đi xe, để mục đích là gì? Chúng ta vẫn được hưởng lợi từ các công trình này, chứ nếu xa quá thì Long nghĩ rằng sẽ không được hưởng lợi gì nhiều đâu. Đấy là những cái điều mà Long muốn chia sẻ trong cái chủ đề video ngày hôm nay, đó chính là về thị trường bất động sản dưới Thanh Hóa. Nếu như mọi người thấy video này của Long hay thì mọi người hãy để lại cho Long một đăng ký này, một like, cũng như là vào tham gia cộng đồng nhà đầu tư cùng Long, bởi vì Long đang cố gắng thiết kế những cái thông tin mới nhất về thị trường Thanh Hóa này, hoặc là Long đang thiết kế một cái khóa học chia sẻ về thị trường Thanh Hóa từ những người mà chưa bắt đầu tìm hiểu ấy, chúng ta sẽ nắm được toàn bộ thông tin về thị trường. Thì khi mà mọi người vào group của Long thì mọi người sẽ có những thông tin mới nhất này, tránh những rủi ro khi chúng ta đi đầu tư ở tại thị trường bất động sản dưới Thanh Hóa. Thế nên mọi người hãy cùng tham gia đường link Long để dưới phần mô tả của video. Và Long rất cảm ơn mọi người đã xem hết cái chủ đề video của Long, và hẹn gặp mọi người ở trong những chủ đề video tiếp theo.